lộ sân nhà của Trung Quốc ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Sau khi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đăng ký thi đấu sân 5 trận sân nhà với Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, địa điểm tổ chức trận đấu giữa Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam cũng đã được hé lộ. Theo đó, đội tuyển Trung Quốc quyết định lựa chọn thành phố Thượng Hải làm địa điểm thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sân vận động SAIC Pudong Arena sẽ là nơi diễn ra các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Trung Quốc. Đây là nơi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của AFC trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sau khi họ khảo sát tình hình tại đây, được biết, yếu tố quan trọng để AFC đồng ý cho đội tuyển Trung Quốc thi đấu tại đây là vì sân bay quốc tế Thượng Hải có kinh nghiệm trong khâu xuất nhập cảnh, hiệu quả trong việc tạo ra một vòng khép kín với nguyên tắc bong bóng mà AFC đề ra. SAIC Pudong Arena là sân vận động còn khá xa lạ với làng bóng châu Á, bởi mới chỉ khởi công xây dựng vào năm 2018 và vừa đưa vào sử dụng năm 2020. Điều này cũng có nghĩa SAIC Pudong Arena chắc chắn có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đủ các yêu cầu của AFC cũng như các đội bóng. Được biết, Trung Quốc xây mới sân SAIC Pudong Arena nhằm phục vụ cho ASEAN Cup 2023. Đây là giải đấu Trung Quốc đăng cai. Sân này cách trung tâm thành phố Thượng Hải khoảng 13 km, tọa lạc trên khu đất 10 hectare, là sân nhà của câu lạc bộ Shanghai SIP đang thi đấu tại Chinese Super League với sức chứa khoảng 33.765 chỗ ngồi. Với việc trận đấu được tổ chức ở Thượng Hải, việc di chuyển của đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Trung Quốc khá thuận tiện. Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 năm 2021 ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận lượt về diễn ra vào đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022. Đến thời điểm này, toàn bộ 5 đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều đăng ký tổ chức các trận đấu trên sân nhà. Trước đó, Australia và Trung Quốc là hai đội gặp khó khăn nhất bởi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó là những quy định nghiêm ngặt về việc phòng chống dịch ở các nước này. Cụ thể, chính phủ Australia và Trung Quốc yêu cầu tất cả người nhập cảnh vào đất nước đều phải cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, cuối cùng thì cả hai quốc gia này đều đã đồng ý tổ chức các trận đấu trên sân nhà, đồng nghĩa với việc các đội bóng chỉ phải cách ly 2 ngày sau khi nhập cảnh.